gia nơi Đức Phật thành đạo. Ôi uy nghi ngất trời, phong quang và linh diệu. Cội Bồ Đề trang nghiêm, con bước vào cảnh giới. Huyền nhiệm hun hút sâu, siêu năng lượng an hòa bao phủ thân tâm con như vượt tầm pháp giới, như thấm nhuần non sông ngôn ngữ trần gian. Ôi hạn hẹp diễn tả sao thành lời, với bao lòng thành kính hướng về Đức Như Lai nơi cội Bồ Đề xưa. Đức Phật uy linh của đôi mắt trong thiên đình, mà sáng ngời tâm quang đôi môi dương hé mi. Bao dung chùm nhân gian trong thế ngôi địa xa, cận tâm con thấy con nhỏ bé. Hẹp hoài từ ngàn xưa, bàn tay ôi vô thủy, bàn tay ôi vô chung, một bàn tay địa xốp đã và đang vô. Cội Bồ Đề con thật sự hiểu ra pháp môn vô lượng học, Phật đạo thật huyền thâm. Lục đạo cũng là đây, ta bà khổ đông đây trần gian. Bồ Đề vươn vươn tòa hàm năng lượng từ bi, dẫn nghiệp thức lìa mê tâm chúng sanh khổ cạn. Chợt trở thành dụng phước, được soi chiếu tuệ quang, dẫn đường về chánh đạo, lời kinh niệm trầm hồn. Tơ hải chiều âm vọng, từng bước lạy vơi vơi như từ trường địa chân vào thế giới con người. Sắc không hòa thành một, Phật tiếp xúc tâm con. Con đi vào tâm Phật như bàn tay địa xúc trong bảo tháp trang nghiêm. Hai ngàn năm trăm năm năng lượng khó nghĩ bàn, xuôi từ bi rào rạt xua dịu khắp trần gian. Nguồn tuệ giác rạng ngời
đam saranam kacchami, đa nam saranam kacchami.